Cường mến chào cả nhà nha. Đầu video Cường gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác, anh chị em đang theo dõi kênh của Cường, gặp nhiều may mắn thành công trong mọi công việc nha cả nhà. Hôm nay Cường đi lấy mật ong gừng tiếp tục cả nhà ơi. Thì cô dì nào có nhu cầu xài mật ong thì cứ liên hệ cho Cường nha. Số điện thoại Cường để góc trái màn hình. Mật ong thì đảm bảo 100% nguyên chất cho cả nhà nha. Bắt chuột giết chạy giết hai giò cứ ngắt hết trơn cả nhà ơi. Giờ chạy cứng hai giò, hai tay thì ở không, không có làm gì hết. Giờ leo cây nó yếu lắm, không có leo cây lớn như đó được, leo cây toàn cây nhỏ nhỏ không nghe cả nhà. Đây à, Cường lên đây Cường bắt tổ ong của bác, ông bác ông điện Cường lên bắt tổ ong này thì bị anh em cắt rồi mấy lần rồi nghe nha, cắt mấy dao rồi. Đợt này ông bác ông kêu Cường lên bắt đang lấy miếng ít mật đang xài đóng trên cây này, cây cây gì Cường cũng không biết nữa, tựa như cây gáo rồi cả nhà. Đang Cường đang làm gọi cả nhà ơi. Này đưa cho chú Cường làm, Cường leo thử coi gọi khói im không. Dạ. Viên đang đổ nhị quá trời luôn à, phải sớm trễ trễ khoảng chừng cỡ ít hôm nữa coi chừng ngon luôn á bác. Hả? Sầu riêng á. Nó ra bông á mà nó chưa có ra bông hẳn luôn, mặt mới nhiều. Dạ. Không cái này ở đây vòng vòng người ta làm bị thất. Nó ra không có rộ thành ra nó. Dạ. Thì thôi để Cường làm gọi rồi leo lên nha. Cây này cũng thấp mà làm gọi cho chắc. Ông ông kèo lớn mà ông ông cũng gọn, tại vì bị cắt rồi nó nhỏ lại á. Được không? Mồi gọi dưới luôn đi. Rồi đúng đó. Tại cây này thấp. Leo lên động động nó mệt người với nó nữa. Cái cũ rồi đó, kéo lúc như này luôn trời. Ổ bự mà, cái cũ ổ bự á. Theo vừa tới như thằng này luôn. Lá dừa nó khô trái nghe đã ghê. Ôi cái thang này còn sử dụng được không chú? Sao con thấy nó bồng bềnh quá vậy? Con qua cái xài nè. Sang sớm mở hàng đầu tiên luôn coi. Hy vọng là sẽ có mật nhiều nghe cả nhà. Ong này nó bị cắt rồi mà nó phì lại đỡ quá. Lần này nó lớn quá nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Bên đây nó cũng bự ghê lắm chứ bộ. Rồi, cả nhà thấy rõ chưa? Đưa khối này kia vô giữ dằn vô mới được. Chưa hết thấy nó quýnh Cường đau đau rồi đó. Ông này không sợ khói gì rồi cả nhà ơi. Mật đỡ không đây? Ôi ôi mật ngon quá. Mật này có cả lít rưỡi rồi cả nhà ơi. Rồi ngon. Mặt nó nướng à. Qua đã, quá sung sướng. Cắt cỡ lít rưỡi quá chú.
không tới lít rưỡi à, mà cũng khoảng đó nha. Nha không mẹ hung vậy nha, mới lên nó chụp liền liền luôn á, qua khói dữ vô mới được. Đây còn quay cả nhà xem nè, cục mặt vậy là quá ngon lành này ha cả nhà. Trời ơi nó ngon cả nè. Ô ông này cắt nó kéo xuống nữa nha, tại cái thân cây còn dữ lắm. Đây cả nhà. Cô gì nào có xài cứ liên hệ Cường nha, số điện thoại Cường để đầu video nghe cả nhà, góc trái màn hình. Dạ. Con ông này hung cả nhà ơi, nó quýnh mấy vít rồi. Chám dôi luôn nè, đã. Lít xị. Lít xị không được lít rưỡi luôn. Kèo bự được cái kèo bự. Cây này cây gì mà trái ngộ thiệt ta. Màu mật này nó không có được được ấy hung cả nhà, mà được cái nó có cái bản ngang á, chứ không thôi nó cũng không có được nhiều mật đâu. Nhờ có bản ngang. Ôi ôi. Thấy vậy chứ nặng kịch luôn nha cả nhà. Hai ký rưỡi. Một lít rưỡi mật là phải ghe luôn. Còn gì bằng nữa. Lít rưỡi là khỏe luôn á cả nhà. Nãy đón vậy chứ cắt lên tay cầm lên tay mới biết được. Thấy gì chứ nặng lắm cả nhà ơi. Nè, màu vàng tươi rất là đẹp luôn nha. Cường đi xuống nha cả nhà. Ai ghê. Nãy mới lên nó làm bung 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 vô đầu thấy ghê lắm. Tính đâu nó hung mà nhờ nó cũng không có hung hung. Nó cũng hung mà hung gì vừa. Cây này leo lên dễ như vậy. Rồi, khỏe rồi đó. Hả? Được. Tụt kiếp mấy cái đáy quần nó mòn hết trơn luôn.
qua ông này để lấy lên. Nên bắt sư dừa là sư dừa mềm mịn với nó luôn rồi. Lên chưa hết nó chụp con rồi. Rồi được rồi. Cứ đi ra đi. Chưa hết nó chụp con. Cây dừa là cũng tuột rồi. Lên nó quýnh cho hết mấy vít nữa. Dạ. Ôi lít rưỡi khỏe con ơi. Cầm ơi chú cầm cái. Quá trời bán ngang người. Quá đẹp luôn cả nhà, bán ngang bự nè. Giữ mặt. Được vậy là ngon nha cả nhà. Bán ngang nó bự với cục mặt nó trộn lũm mà nè. Bán ngang nó cỡ mười mấy á. Dạ. Rồi thì thôi để Cường ốp máy cái nghe nha. Rồi có ổ nó sẽ quay cái nhà xem tiếp tục nha. Trước mắt thì một ổ nó như vậy nghe nha. Lít rưỡi nha. Mới vừa gặp tổ ong nữa mà cả nhà. Cái nhà có nó quýnh Cường nè. Kịp quán gọi luôn nha cả nhà. Thì gọi làm xong rồi mà giờ ông nó không cao nó thấp lùng rồi. Mà nó buồn rồi nó đứng rồi. Đấy đó. Rồi là dõi camera nha. Gạt nó xích cho cái sống nó không. Này chắc Cường xin nhờ cho chú Cường nha. Chắc là mấy cái phần mà ông Cường như là chú Cường khoái lắm. Đây. Chị Cường. Cường chịu không nổi cái nhà ấy. Nãy giờ chưa hết nó quýnh như người Cường hết cả mười mấy mũi rồi. Này lên nó no xương với nó nghe cả nhà. Rồi chút xíu Cường nhờ lại chú Cường đang lên lên đây bắt cho ông với ổng nha. Chạy trước nha. Vẫn gọi lên cả nhà ơi. Đi vừa chịu không nổi đâu. Bù quá bù thật rồi. Giá mình nhiều không nổi luôn. Cả nhà. Này cả nhà.
mấy anh đây review không được rồi cả nhà ơi. Có nhánh này. Này cả nhà. Đây nè cả nhà. Ồ siêu khủng luôn nè cả nhà. Rồi cắt nó cả nhà. Hùng quá. Phải trái nè. Quá quýnh cả nhà, quýnh vô tay nè. Nó làm ăn quá. Ở dưới cả nhà. Quá trời cả nhà ơi. Trời ơi khủng. Cả nhà ơi. Trời ơi cái lằn mà. Hai lít mấy cả nhà ơi. Quá trời. Quá nặng. Xuống dưới mình sửa đây nha. Lằn mặt cái nè. Cây này nó cũng hơi hiu. Không dám nhúc. Giác luôn ở nhà ơi. Còn dám nữa. Trời ơi, không có nhiêu luôn nha. Cạo cho sạch luôn. Nó làm mặt lại. Sâu nè. Sâu dưới sau nó không làm mặt cả nhà. Bây giờ mình thấy gặp sâu ra mới được. Rồi tạm thời vậy nghe nha. Hiện còn sâu nữa. Rồi xuống cả nhà. Đ
Các lần mà khủng long luôn cả nhà ơi. Dài. Nhánh này nó cũng nhỏ quá. Nhiều quá. Chú cần mới vừa ra tới luôn nha cả nhà. Quýnh cần quá trời luôn, còn chạy trước cả nhà ơi. Cường hốt cái ổ ngoài sớm nó có mùi sẵn á, thành ra rồi nó nạp cường luôn, chịu không nổi. Đây cũng được khoảng 2 lít nha cả nhà. 2 lít không chú? 2 lít tẻ. Phấn đang gọt phấn lại nha cả nhà. Nặng lắm. Quýnh đồng nãy lên đi, quýnh đồng mới dít, vô người được mới dít. Ba cũng dít. Ba cũng dít hả? Sao con banh nó ra nó đứng cái gốc thôi mà lại mới đứng cái gốc lại chụp xuống nó quýnh rồi. Là chạy lại đằng đây là chùm mặt lại này kia là muốn chịu không nổi với nó luôn rồi. Thấy vậy chú Cường ông còn hôm nay ông không có hốt nữa, cho ông lên hốt đặng ông quýnh này kia đặng lên thuốc. Chú khoái mấy bắt mấy ông không vậy? Thì đây mấy ông sớm này Cường bắt đây nha. Ổ đầu tiên này nha, Cường bắt cho ông bác hết phần nữa rồi. Còn phần nữa khoảng chừng 3 xị mật nha cả nhà. Với đây một ổ nữa, ổ này cắt lại dâu 3 nha cả nhà. Cám trôi luôn cả nhà ơi, dâu ba mà vậy đó. Nói cũng vậy là ba một ngày nay ba ổ vậy là cũng ngon lắm rồi cả nhà ơi. Rồi cầm ổ này lên cái. Dựng ổ này lại, ổ này nghe chưa. Ổ này chứ cả nha. Rồi ổ nó bị bể hết phần nữa rồi. Bể nó chảy mật ra, mới cắt cái bẻn này mà mật nó chảy ra nè cả nhà. Chảy ra muốn nửa bịch luôn. Mật nó hơi lép hay chung. Hơi lép mà bự. Này phải bị ngang dừng cái gan nó dữ. Dạ. Thì thôi Cường cũng xin tạm dừng video nha. Chúc cả nhà có buổi xem clip thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì cả nhà có muốn mua mật ong thì cứ liên hệ cho Cường. Số điện thoại Cường để đầu video. Cường chào cả nhà góc trái màn hình nha cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà luôn.